Đỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 27 tháng 12 năm 2016, VioClip là Đỗ Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu chiếc bình phong hay còn gọi là chiếc chấn phong, được làm một chất liệu gỗ hương đỏ của Lào. Ở giữa là đục ngũ phúc và xung quanh đục là bách phúc, tức là 100 chữ phúc. Rất là ý nghĩa, tức là tượng trưng cho bách phúc, tức là 100 phúc. Rất là ý nghĩa. Mà được Đỗ Thanh Luân chúng tôi sản xuất là đục máy CNC và sửa lại tay cái chữ bách phúc này. Chạm rất là đẹp. Ở dưới này là ngũ phúc, 4 rơi tức là phúc. Viết chữ Hán dịch này là chữ phúc, và giữa là 1 nữa là 5. Ở xung quanh này là bách phúc, tức là trăm phúc, rất là ý nghĩa. Bức bình phong bằng gỗ hương đỏ này chúng tôi đã có khách hàng ở thành phố Quảng Ngãi đăng ký, và chúng tôi đang quay video clip này để lần cuối để chuẩn bị gửi hàng cho khách hàng. Video clip quý vị đang xem được chúng tôi quay trực tiếp tại cơ sở 1 Đỗ Thanh Luân. Toàn bộ cái miếng ván giữa này là một miếng ván liền, rất là giá trị. Vân gỗ thì rất là đẹp, và được cái hương, chất hương của Lào mà được cái vân gỗ đẹp này thì rất là hiếm. Vân gỗ thì tuyệt đỉnh luôn. Chúng tôi đã hoàn thiện là oánh si trần, còn nguyên vân gỗ đây. Đây gọi là bách phúc, chấn phong bách phúc, hay còn gọi là bình phong. Khách có nhu cầu mua hàng hoặc đặt hàng hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở 1 hoặc cơ sở 2 Đỗ Thanh Luân. Số điện thoại 0972 770 888 và 0967 110 389. Chiếc chấn phong này có kích thước là chiều ngang khoảng 1m4 và chiều cao khoảng 1m7. Tôi áng chừng thôi. Và ngoài chiếc bình phong ra chúng tôi còn rất nhiều mẫu khác, rất là đa dạng. Quý khách mà có nhu cầu mua hàng và đặt hàng đặt theo kích thước hãy liên hệ với Đỗ Thanh Luân. Số điện thoại 0967 110 389 và 0972 770 888. Hoặc liên hệ tại cơ sở 1 là khu cây xăng Tân Dân, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, hoặc là tại cơ sở 2 là số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Ở đây là chiếc tấm chấn phong bách phúc được làm chất gỗ hương đỏ của Lào, đục chạm hết sức là tinh xảo. Ở giữa là đục một chữ phúc to và xung quanh đục 4 con rơi. 4 rơi tượng trưng là phúc, ngũ phúc, lâm môn. Đây là ngũ phúc và năm cửa, rất là ý nghĩa. Ở bên trong ở giữa là đục bách phúc, tức là trăm phúc. Đỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách và xin hẹn gặp lại quý khách trong những video clip sau.